Chị ăn kia đi. Đi vừa ăn kia mà. Chị kia ăn này đây. Dê ngồi đấy sao bạn nhắm ăn đấy dê hả? Cách 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 vợ cho ăn được. Ôi cái gì vậy hả? Ôi cái gì mà té nữa. Ngồi im này. Ừ. Ngồi im đó. Ok. Ăn là phải ngồi im chứ. Có ai ăn giường ăn được hả? Ăn mà chạy nhẹ. Im nè. Phạt nha. Phạt không cho ăn nữa nha. Ok. Ui. Đánh này. Đánh nhít này. Để cho bạn ăn chứ. Cho bạn ăn chứ. Cho ra phá bạn hả? Hãy phá bạn hả? Mình có mình ăn hả? Thì vô hả? Ra đi. Ra đi. Ra đi. Ăn. Ngồi im. Ngồi im nè. Bóc không cho. Đòn không cho. Ngồi im bóc. Bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ tay xuống. Ngồi im. Nếu không ngồi im thì không được ăn nữa.
Rồi ăn nhịn luôn đi. Không cho ăn nữa. Ngồi đây đàng hoàng ăn. Được không? Coi coi ghế coi. Ghế hết rồi coi. À. Ai ăn bình giống ghê không hả? Hả? À. Hả? À, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa?